vụ xả súng ở Quảng Ninh không phải tấn công khủng bố. Ông Đặng Duy Hậu, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh đã khẳng định như vậy với VOA Việt ngữ tối ngày 18 tháng 4 về vụ người Trung Quốc cướp súng rồi bắn lính biên phòng tại cửa khẩu của địa phương làm 7 người bị thiệt mạng. Giới chức trách này cho rằng vụ việc chỉ là phản ứng manh động của những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Theo ông Hậu, thì một nhóm gồm 16 người Trung Quốc, 10 nam, 4 nữ và 2 trẻ em đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh ở Quảng Ninh và đã bị bắt giữ. Trong khi giới hữu trách địa phương đang làm thủ tục để trao trả họ cho phía Trung Quốc, thì một số người đàn ông trong nhóm này đã cướp súng, tấn công và khống chế lính biên phòng Việt Nam, khiến cho một binh sĩ bị thiệt mạng. Ông Hậu cho biết là những người này sau đó đã chống trả lực lượng thi hành công vụ địa phương, buộc lực lượng này phải ra tay. Trong khi bị bao vây, thì một số người đã tự gây sát thương cho mình và nhảy lầu tự vẫn. Vụ việc đã làm 7 người bị thiệt mạng, trong đó có 2 lính biên phòng Việt Nam. Báo chí trong nước đăng ảnh một số người phụ nữ mặc váy dài trùm đầu, che kín mặt theo kiểu Hồi giáo. Ông Hậu xác nhận hình ảnh này, nhưng cho hay là phía Việt Nam không xác định được họ thuộc sắc dân nào và chỉ biết đó là người Trung Quốc. Theo ông Hậu, đây là vụ tấn công đầu tiên kiểu này xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Hiện Việt Nam và Trung Quốc vẫn tiếp tục phối hợp để điều tra vụ việc. Những người nhập cư trái phép mặc váy trùm đầu theo kiểu Hồi giáo bị bắt ở Quảng Ninh đã làm dấy lên một số đồn đoán rằng họ là người Hồi giáo Uyghur bỏ chạy khỏi Trung Quốc. Hiện chưa rõ những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam này có bày tỏ ý định xin tị nạn hay không. Giới hữu trách Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc chưa lên tiếng bình luận về điều này.